Cuối cùng thì Trung Thực Land cũng được phát triển một dự án ở Nghệ An rồi các bạn ạ. Mình thì rất quý người Nghệ An và người Hà Tĩnh bởi đức tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó và học rất là giỏi nữa. Và chị dâu mình cũng là một người Hà Tĩnh, thế nên mình cũng được về đây tham quan nhiều. Nói chung thành phố Vinh là một thành phố theo mình đánh giá thì giàu, tại vì rất nhiều công trình lớn này. Nói chung là tiềm năng thì rất là tốt. Tỷ lệ sở hữu xe ô tô của Vinh cũng đứng hàng đầu cả nước. Và dự án chúng thực được triển khai lần này đó chính là Vinh Riverside. Đối với mình ấy, thì dự án này nằm ở vị trí cực kỳ đắc địa mà không đâu có. Rất rất hiếm mình gặp một cái dự án là lưng thì tựa núi và mặt thì hướng sông. Những cái này mà ở Hà Nội thì thật sự luôn với các bạn là chỉ có những bậc mà gọi là tinh anh siêu siêu giàu người ta mới có điều kiện người ta ở được. Chẳng hạn như ở Sài Gòn để sở hữu một cái căn hộ hay là một cái biệt thự view sông như này, họ sẽ phải bỏ ra từ 5 đến 700 tỷ. Nhưng mà ở đây thì khoảng 2-30 tỷ là họ đã có thể sở hữu được rồi. Shophouse ở đây diện tích cũng rất là rộng, khoảng 170m. Nói chung là như một cái biệt thự đơn lập tại Hà Nội ấy các bạn ạ. Và một cái biệt thự đơn lập mà có vị trí đắc địa như này mà ở Hà Nội thì cũng nhiều chục tỷ đấy. Nói chung là cái vị trí của cái dự án này thì rất là đẹp. Và chắc chắn sắp tới thì những bậc tinh anh ở thành phố Vinh sẽ mua và chuyển đây về đây ở các bạn ạ. Hiện tại thì ở dự án đã có một số hộ dân đã chuyển về đây ở rồi. Thế nên là và những người mà có điều kiện ấy thì họ đã xem xét rất là kỹ về phong thủy hay là về địa thế, tất cả mọi thứ của dự án. Vậy nên là mấy anh em cứ có mấy cái tin đồn về dự án những cái rất là nhỏ nhặt ấy, thì mình nghĩ là những cái người mà có điều kiện và có cái tầm nhìn xa ấy thì họ lại không quan tâm đến những cái chi tiết rất là nhỏ này đâu. Vì cái họ nhìn đó chính là cái tương lai, đó chính là cái độ khan hiếm và cái vị trí đắc địa của một cái dự án mà mình nghĩ là ở thành phố Vinh ấy là số 1 đấy về vị trí nha. Còn về đơn giá ở đây thì cũng rất là tốt. Ví dụ như là hơn 10 tỷ một xíu thôi là chúng ta đã sở hữu được một căn shophouse lên tới là gì ạ? 168m, mặt tiền lên tới 7m, xây sẵn rất là to. Đấy, còn những căn biệt thự thì có giá dao động đâu đấy vào khoảng 20 tỷ trở lên. Và nếu các anh chị nhà đầu tư có quan tâm thì có thể inbox cho đội ngũ của Trung Thực Land hoặc inbox cho kênh. Sẽ luôn luôn có đội ngũ tư vấn túc trực để hỗ trợ các anh chị từ tư vấn đến đi xem trực tiếp dự án. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video ạ.